vào sáng ngày 25 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 6 tháng 2 âm lịch, Ni sư Thích Nữ Lệ Thành, trụ trì chùa Vạn Phước, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm sái tịnh, đặt đá trùng tu, xây dựng ngôi tránh niệm và lễ tưởng niệm huy kỵ tổ khai sơn. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Thiện An và Hòa thượng Thích Nhật Quang, thành viên hội đồng chứng minh, Chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong ngoài thành phố đại diện lãnh đạo chính quyền và đông đảo Phật tử tham dự. Tại buổi lễ ni sư Thích Nữ Lệ Thành trụ trì chùa Vạn Phước cho biết, ngôi chùa được thành lập đến nay hơn 100 năm. Chùa được trùng tu nhiều lần sau cùng với cấu trúc đơn giản nhưng đến nay đã xuống cấp, trải qua bao mùa mưa nắng, tường vách cột kèo đều đã mục nên chùa ẩm thấp, hiện nay chùa đã xuống cấp trầm trọng, không còn an toàn cho mọi sinh hoạt Phật sự của chư ni và Phật tử xa gần. Nay được sự cho phép của giáo hội và chính quyền các cấp, chùa tiến hành xây mới lại. Đại diện Phật tử đạo tràng cũng có lời phát nguyện cùng với ni sư trụ trì, cố gắng hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất đi sư trụ trì cũng nhận được nhiều lời động viên, khích lệ của đại diện lãnh đạo chính quyền sở tại và lời chúc nguyện của chư tôn Đức chứng minh cầu cho công trình xây dựng thuận duyên và sớm hoàn thiện. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn hòa thượng chứng minh đã trì nguyện sái tịnh làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công trùng tu lại chùa vàng phước. Chư tôn hòa thượng và tăng ni phật tử nhất tâm cầu nguyện cho công trình xây dựng hoàn thành viên mãn để sớm có nơi cho chư tăng và phật tử nương tựa tu học Phật pháp. Chư Tôn Đức Chứng Minh và Tăng Ni đã đối trước tổ đường niêm hương tưởng niệm, thể hiện tinh thần và trách nhiệm về sự nghiệp truyền đăng tục diệm nhằm làm rạng danh văn bóng một thời của nhiều thế hệ tiền bối tổ sư, cũng như bày tỏ lòng tri ân báo ân và tượng nhớ công đức của tổ sư Khai Sơn Chùa Vạn Phước.